Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của Tai Do Việt Nam. Mình tên là Phạm Việt Trung. Trong video clip ngày hôm nay thì mình rất vinh dự khi được đón tiếp anh Nguyễn Phú Quý, kỹ thuật trưởng của IMEX. Và xin chào anh Quý. Chào em, chào tất cả các anh em. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh Quý đi tìm hiểu chiếc máy hàn tích xung Tai Do ProWeb TS350P. Vâng, và chiếc máy hàn này thì nó đang sử dụng cái công nghệ gì anh nhỉ? Với dòng của Tai Do ProWeb TS350P thì đang sử dụng là công nghệ IGBT, dạng IGBT nguyên khối. Nó sẽ là tích hợp các module, cho nên sẽ cho cái hiệu quả làm việc nó bền bỉ và nó cao hơn so với các cái dòng công nghệ thông thường. Ở trên chiếc máy hàn này thì em để ý là nó có rất là nhiều nút bấm ở đây. Thì bây giờ anh có thể là giải thích cho em chức năng của từng cái nút bấm này được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chức năng của máy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu từng chức năng của máy. Như các bạn thấy ở đây, nó sẽ có các phím chức năng từ F1 cho đến F9 và 3 phím chức năng chuyển trạng thái. Với phím F1 này, chúng ta sẽ chọn được chế độ hàn que và hàn tích. Với chế độ hàn que, kim hàn chúng ta sẽ kết nối với cực dương của máy. Kẹp mát sẽ được kết nối với cực âm của máy. Bây giờ chúng ta sẽ thử hàn với que 4.0. Với F2, ta sẽ chọn chế độ hàn sung và hàn không sung. Với chế độ hàn sung, ta sẽ có thêm phím chức năng F3 là lựa chọn về thay đổi tần số sung. Tần số sung thì thay đổi phím nút chức năng này là sẽ thay đổi giá trị của từng chức năng một. F3 là lựa chọn tần số sung này, biên độ dòng trên và biên độ dòng dưới của sung. F4 là chức năng chọn chế độ hàn tích thường DC và tích xung AC. Với chức năng xung AC này thì máy có thêm chức năng hàn cho vật liệu như nhôm và các loại vật hợp kim của nhôm. Với xung AC thì ta có thể điều chỉnh tần số làm sạch. Cái tần số này nó sẽ giúp cho việc là đánh ra sạch cái bề mặt ở vùng hàn rộng hay hẹp là tùy thuộc vào tần số mình cài đặt ở đây. Thứ hai đó là cái biên độ dưới của dòng AC. Và tham số thứ ba là biên độ trên của dòng AC. Dòng hàn chế độ xung AC nó sẽ dao động từ giờ biên độ dưới lên đến biên độ trên và quay ngược trở lại. Ta cũng sẽ có 3 cái chế độ hàn 2T, hàn sport này, hàn chấm ngắt này, hàn thủ công này và hàn bán tự động này. Với chế độ hàn 4T, nó là chế độ hàn bán tự động hay còn gọi là chế độ hàn rảnh tay. Khi ta tác động công tắc lần thứ nhất là sẽ duy trì về hàn. Khi ta tác động lần thứ hai, dòng hàn sẽ ngắt. Tính năng bổ trợ là dòng khởi động, thời gian duy trì dòng khởi động, thời gian tăng từ dòng khởi động lên dòng cơ bản, thời gian giảm từ dòng cơ bản về dòng kết thúc, thời gian duy trì dòng kết thúc và cài đặt dòng kết thúc.